Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 7 tìm x. Thầy đây là thầy cho một cái đề toán và cái này là trừ 2/5 cộng x trị tuyệt đối của nó, được không? Bằng là 1/3. Thì đối với những cái dạng mà tìm trị tuyệt đối này, cái dạng mà tìm x mà có trị tuyệt đối này, chúng ta sẽ đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta giữ nguyên cái bên tay trái này, được, giữ nguyên bên tay trái và giữ nguyên này, trừ 2/5 cộng cho x là bằng là 1/3. Đó là chúng ta sẽ bỏ cái dấu trị tuyệt đối ra, chúng ta sẽ đưa ra hai trường hợp, được. Cái dấu này là cái dấu tương đương, còn cái dấu này là dấu hoặc, hoặc trường hợp này hoặc trường hợp kia. Rồi cái trường hợp thứ hai thì cái phần bên tay trái cũng vẫn giữ nguyên, nhưng mà bên tay phải nó là cái dấu trừ. Như vậy đưa ra hai trường hợp là vừa cộng, một cái cộng và một cái trừ. Cái cộng thì cái chỗ này có dấu cộng thì chúng ta bỏ đi, chúng ta không cần viết có dấu cộng chỗ đó, được không? Ngay chỗ này có cái dấu cộng chỗ này chúng ta không cần viết, được không? Rồi, như vậy cái dấu trừ mới quan trọng, cái dấu trừ ngay chỗ này. Đấy. Từ đây thì chúng ta giải bình thường thôi, được không? Chúng ta giải cái trường hợp trên rồi giải cái trường hợp dưới. Cái trường hợp trên thì chúng ta đây, cái này là cái dấu cộng ha, cái này là có dấu cộng, cái dấu trừ này thì đừng có quan tâm, cứ cho nó vô là cái này là một cái cục luôn đó, một cái cục luôn nè, chúng ta xét luôn là một cái cục như thế này, và đây là cái dấu cộng thì nó là nó liên quan đến cái tổng. Cái tổng thì cái cục này thì nó là cái số hạng đã biết và x là cái số hạng chưa biết, và cái này là cái tổng. Như vậy muốn tìm cái số hạng chưa biết, muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng, ta trừ đi cho cái số hạng đã biết. Như vậy là x nè là số hạng chưa biết nè, cái 1/3 là cái tổng nè, 1/3 là cái tổng. Rồi cái dấu trừ có nghĩa là trừ cho cái số hạng đã biết, cái số hạng đã biết là cả cái cục này luôn, được không? Cả cái cục này là nó có cái dấu trừ nó mang theo. Còn cái dấu trừ này có nghĩa là cái nguyên tắc của nó là muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng là trừ đi số hạng đã biết. Đó. Cái dấu trừ này là cái dấu trừ của nguyên tắc như vậy. Còn cái dấu trừ này là của bên này chúng ta đem qua. Rồi, còn cái dưới thì sao? Cái dưới thì cũng tương tự vậy. Cái này chúng ta xem như là một cái cục luôn, và đây là cái dấu cộng. Thì cái này cũng vậy, muốn tìm cái số hạng chưa biết thì ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết. Như vậy cái tổng là cái nó đây, nó có mang luôn cái dấu trừ này luôn. Được, bản thân cái tổng này nó có cái dấu trừ. Được, có dấu trừ ở đây. Thì cái dấu trừ này nó vẫn là ở đây luôn. Được. Rồi, trừ là cái nguyên tắc của nó là trừ. Còn cái dấu trừ này là của gì? Cái dấu trừ này là của bản thân nó đã có. Bản thân nó đã có ở đây. Được, phía trước nè. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta thầy sẽ làm thêm một bước nữa là thầy bỏ dấu. Hai cái dấu trừ liên tiếp nhau thì chúng ta sẽ mở ngoặc này ra. Mở ngoặc này ra thì cái dấu trước cái dấu ngoặc mà có dấu trừ thì là thành đó là dấu cộng. Được, bản thân cái dấu này là dấu trừ thì thành là dấu cộng. Rồi cái dưới này thì chúng ta sẽ làm gì đây? Cái dưới này thì cái bản thân cái dấu trừ này vẫn giữ nguyên. Cậu này cũng vậy, cũng giống như trên, là hai dấu trừ liên tiếp chúng ta bỏ ngoặc ra thì thành đó là dấu cộng. Từ đây thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng thì chúng ta sẽ nhân chéo lên, 5 x 1 là bằng là 5, 5 x 1 là bằng là 5. Đây. Đây, 5 x 1 là bằng là 5. 3 x 5 là 15. Đó. Rồi 3 x 2 là bằng 6 dưới này. Đó. Mão là 15. Rồi dưới này cũng vậy thôi, 5 x 1 là bằng là 5. 3 x 2 là bằng là 6. Còn dấu trừ này của cái này thì chúng ta vẫn giữ nguyên đây. Rồi thứ đây thì chúng ta sẽ cộng hai cái phân số với nhau. Cộng hai phân số với nhau thì tử ta cộng phân tử, mở chúng ta giữ nguyên. Được. Ở dưới này thì chúng ta cũng vậy, cái dấu trừ này chúng ta sẽ đem lên đây là -5. -5 và cộng cho 6, mở giữ nguyên là 15. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có là 5 ta cộng 6 bằng là 11, mở giữ nguyên là 15. Còn là -5 ta cộng 6 là bằng là -1. -1 là mở là 15. Chúng ta kết luận thì phải là có hai cái kinh nghiệm là 11/15 và cái x tiếp theo là 1/15. Thì như vậy thì tóm lại cái bài toán này thì nó khó chỗ nào? Nó khó cái chỗ này. Nó khó cái chỗ này thì chúng ta sẽ đưa ra hai cái dạng, đây là cái dạng tuyệt đối, thì chúng ta sẽ đưa ra hai trường hợp.
Chúng ta nhớ nhớ rằng là chúng ta giữ bên tay tay trái lại, giữ bên tay trái lại, và bên tay phải thì chúng ta sẽ đưa là cái trừ và cái cộng. Rồi chỗ này thì có vậy bấy nhiêu thôi. Nó có khó chỗ này thôi, chứ còn qua đây thì qua đây thì có cái chỗ này có nó lúng túng cái chỗ dấu trừ này nữa nè. Có thể là mấy em có thể là lúng túng chỗ dấu trừ chỗ này nữa. Được, dấu trừ ngay chỗ này nè. Thì ngay chỗ này thì bữa nãy thì đã giảng rồi đó. Được. Muốn tìm cái số hạng chưa biết thì ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết. Cái bản thân cái số này là dấu trừ dấu cộng gì chúng ta đừng quan tâm, chúng ta xem như đó là một cục luôn. Được. Đấy, một cục luôn. Thì chúng ta đem qua đây chúng ta trừ, sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc ra. Mở ngoặc ra thì hai cái dấu trừ liên tiếp nó thành ra là dấu cộng. Vậy bài này thì cũng mình cũng không có độ khó lắm ha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.